Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm món thịt sóc rừng sao lăng nha các bạn. Món này là món dân dã núi rừng nha các bạn. Món này rất ngon các bạn ơi. Rồi bây giờ các bạn hãy theo dõi cách mình làm nha các bạn. Đây, thịt sóc mình xong rồi nha các bạn. Đây mình mặc xong rồi các bạn ơi. Đây, con này nó to to các bạn. Bốn con này gần cả ký các bạn. Được ký không? Chắc gần được ký ha. Đi vô. Bốn con ký. Không chưa tới chút xíu nữa được đấy. Nhưng mà thì bốn con luôn nha các bạn. Sống thì được. To nha các bạn. Bốn con sống thì to lắm các bạn. Sống thì được. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha các bạn. Mình sẽ chặt nó ra. Tại vì các bạn không chặt thì cắt ra các bạn. Cái món này nướng là ok ngon lắm nha các bạn. Nhưng mà bây giờ trời đang mưa các bạn. Bây giờ không nướng mà bây giờ mình xào lăn. Đây các bạn cắt gục dừa ăn thôi nha các bạn. Món này là quá tuyệt vời luôn các bạn. Cắt miếng dừa ăn thôi nha các bạn. Xào với nước cốt dừa nha các bạn. Xào lăn, đây mình xào lăn chứ mình xào lăn nha các bạn. Mình xào lăn mình bỏ miếng cốt dừa vô thơm các bạn, thơm ngon. Sóc này là nướng là bá cháy luôn nha các bạn. Đây là sóc rừng ở quê của con em gửi vô nha các bạn, ở Bình Định nha các bạn. Còn giờ mình làm là mình ở tại Sài Gòn nha các bạn. Mình làm giờ An đang ở tại phòng ở Sài Gòn các bạn. Món này là hết sảy luôn các bạn ơi. Bởi vì cái này mình sẵn ở quê rồi các bạn, để vô thịt mình sẵn nè các bạn. Với chỗ nào mình đi quê các bạn, mình bẫy sóc rồi nè. Thì mình làm thịt, hướng dẫn các bạn làm thịt luôn nha. Sóc này ăn rất là chắc nha các bạn. Nó chắc lắm, săn chắc, rất là ngọt. Đó, chắc có các bạn ăn cái loại thịt sóc này rồi ha các bạn. Chắc có các bạn chưa có ăn. Món này rất tuyệt nha các bạn. Trời đang mưa dầm luôn các bạn. Mình xào lên mình làm nóng nóng các bạn. Làm riêu chắc ngon lắm các bạn ơi. Hai bên đây các bạn, hai bên đây nó có hai cục xạ các bạn. Lấy hai cục xạ ra để hôi các bạn, hai cái đầu đó các bạn. Con sóc hay con chuột gì cũng vậy các bạn ơi. Nó có chỉ có đầu đó các bạn, nó có hàng cổ lắm, không có luộc thôi nữa rồi. Rồi lấy cái đó luộc rất là nhanh rồi, thôi. Đây là bạn luộc mát, bạn thấy không? Này luộc nó này, này luộc mát bạn thấy không? Luộc đó các bạn không lấy ra là hôi nữa rồi. Đây hai bên hay luộc nha các bạn. Hai bên cổ rồi hay được.
Bây giờ mình cắt ra các bạn, cắt ra cái mình ốp này là ốp nó để khoảng 5 phút rồi các bạn, từ sau nữa nè. Bốn con thào luôn các bạn. Để có thớt đập ăn tỏi gì? Dạ. Thớt đập ăn tỏi. Thớt đập. Thớt chẳng. Đập tỏi chứ, nó đi ăn thớt gì? Rửa sơn. Rửa thớt sơn. Sóc này là còn rất nhiều nha các bạn, ở rừng núi rồi còn rất là nhiều. Sóc này chắc sóc bắc ha, bắc phải dùng sóc rừng, sóc cây á, sóc rừng cây cây á. Dạ. Các bạn thấy sơ thịt không, rất là chắc sắc, rất là chăng săn chắc nha các bạn. Cái tỏi trước mình, miếng tỏi với củ hành này đang ướp nè. Rồi nhìn ướp đồ luôn nha các bạn. Móc bóc vỏ hả? Móc vỏ luôn, bóc sơ luôn. Nào, để em đập cái là nó bong lên, em lấy ra. Các bạn mình ướp vô miếng sa tế nha các bạn. Vô miếng sa tế thì các bạn ăn cay thì ướp nhiều các bạn, không thì ướp vừa vừa thôi các bạn. Thì tí là no các bạn, tí no nha các bạn, tí là no vô. Rồi, cái đường vô nha các bạn. Thì các bạn ớt cái này thì cũng ớt đường hơn nha các bạn. Thì nhiều đường quá là. Rồi, hạt liêm. Hạt liêm miếng này vô nha các bạn. Tí nước mắm nha các bạn. Cái gì đó ha. Ừ. Đúng không? Còn bị ăn nát không? Củ hành là hết chưa? Hết rồi. Xách là, muốn xách là... Đợi, 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 đợi. Ấp rồi, cái này rất đầy đủ cho gì các bạn, trộn lên nha các bạn. Thao luôn các bạn ơi. Cái hồi mà sóc mà mất bằng các bạn.
con nào cũng vậy bạn ơi, thịt sống nó có mùi tanh các bạn, nốt gia vị vừa đầy đủ nha, mùi thơm phất các bạn, mùi bóc nó nghe thơm nữa nha các bạn. Rồi để khoảng 5 phút mình sẽ xào nha các bạn. Rồi, rồi các bạn, để nãy giờ gia vị nó cũng thấm rồi nha các bạn. Bây giờ mình bật bếp lên các bạn. Bật bếp lên cho dầu vô nha các bạn, cho dầu vô. Cũng tỏi với củ hành nha các bạn. Thơm đó các bạn ơi, mình ướp mới ướp xong thì mà thơm rất là thơm đó. Mấy cái chút xả. Rồi tới các bạn bỏ vô củ hành vô các bạn. Các bạn thấy củ hành với tỏi trong chảo các bạn thấy nó vừa vàng các bạn, đổ thịt vô nha các bạn, đổ thịt vô trộn đều luôn nha các bạn. Đây các bạn, mình chảo đã các bạn, ngon các bạn. Rồi các bạn ấy mình để cho nó săn lên các bạn, săn cho nó săn thật đàng hoàng. Cái nước cốt dừa các bạn, nước cốt dừa mình đang dắt nước cốt dừa này nè. Rồi các bạn chế nước cốt dừa vô. Hả? Em dắt ra đi, em bỏ vô cái rổ vô, dắt vô hết đi. Bỏ cái rổ vô. Bỏ vô luôn, bỏ rổ vô luôn, dắt lắc nãy, dắt lại, chỗ nào nó sót chắc lại, chưa? Chúng ta chiến rồi chứ. Chúng ta đè rổ ra, lắc chắc lại. Rồi để cho nó săn nha các bạn, săn một chút mình đổ nước cốt dừa vô nha các bạn. Đây các bạn cái thau nước cốt dừa mình đã dắt rồi nha các bạn. Đây mình dắt rồi nha các bạn. Một lát thôi mình đổ vô nha các bạn. Lát mình thịt nó săn rồi các bạn, mình đổ vô. Đây các bạn, thơm phức nha các bạn. Đây là bốc mùi thơm rồi các bạn ơi. Đấy, bạn thấy không? Săn lại nha các bạn. Săn thơm phức nha các bạn. Các bạn biết sao không, để cho nó, các bạn để cho nó săn lại, các bạn để cho nó rút gia vị vô,
chút gia vị vô trong cái miếng thịt đó các bạn. À, một lát mình ăn cái miếng thịt là rất là ngon nha các bạn, rất là vừa khẩu vị luôn. Hồi nãy mình ướp hết nè các bạn, thì nó thấm vô trong gia vị trong thịt các bạn, là sẽ ngon tuyệt vời lắm nha các bạn. Để chút nữa mình hãy đổ cái nước cốt dừa vô nha các bạn, tí xíu mình đổ nước cốt dừa vô. Món này là quá tuyệt chiêu luôn đó các bạn. Bây giờ thịt săn rồi các bạn, săn rồi mình chế nước cốt dừa vô nha các bạn. Đây, chế nước cốt dừa vô rồi nha các bạn. Rồi mình chế nước cốt dừa xuống, mình để cho nó săn tí xíu nha các bạn. Săn lấp sắp xuống nha các bạn. Săn lấp sắp xuống tí xíu nữa mới ngon nha các bạn. Để cho nó thấm nước cốt dừa nó vô nha các bạn. Nào, rất là tuyệt chiêu nha các bạn. Đây, mình chảo hấp dẫn quá nha các bạn. Quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. Thơm phức rồi các bạn, bốc mùi dừa rồi lên mùi thịt rất là ngon các bạn ơi, quá đã rồi các bạn. Giờ múc ra tổ này nha các bạn. Được quá. Ừ. Bén gì đâu, nghe mùi nhức nhở. Được con thêm hả? Con thêm sữa kia hả? Hả? Đang chạy. Trời, bỏ lên một cọng mấy cọng ngò đó nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây. Món thịt thỏ sầu lăng đã xong nha các bạn. Ok, đã không các bạn? Đó ngon luôn các bạn ơi.